chỉ cần có hỗn hợp này trong nhà cả đời gia đình không lo mắc ung thư bệnh tim mạch và luôn khỏe tỏi là gia vị đầu tay nhân dân ta ai cũng biết là vị thuốc y học dân tộc lương y nào cũng biết tuy nhiên rượu tỏi có xuất xứ ai cập thì chưa nhiều người biết theo danh y tuệ tĩnh trong cuốn nam dược thần hiệu thì tỏi có tính ấm hơi độc công dụng tiêu thức ăn chữa mụn nhọt tả lỵ ăn nhiều tán khí hại người. Trong cuốn Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của giáo sư Độ Tất Lợi có ghi tỏi vị cay, tính ôn, hơi độc vào hai kinh can và vị, tác dụng thanh nhiệt, giải độc, sát trùng, tẩy uế, chữa tả, lị, hạch phổi, tiêu nhọt, tiêu đờm, bụng trướng, đại tiểu tiện khó khăn, thông khiếu những chứng âm hư, nội nhiệt, thai sản, đau mũi, răng, cổ lưỡi. Viêm thận thì không nên dùng. Tác dụng của rượu tỏi. Trong tỏi có chứa ba hoạt chất chính là alisin, săn, phin, trong. Đó alisin là hoạt chất mạnh nhất. Alisin là một kháng sinh tự nhiên rất mạnh. Mạnh hơn cả benicillin. Ngoài ra trong tỏi còn chứa canxi, phốt pho, xi lên, vitamin B6, vitamin C và mangan. Rượu tỏi có tác dụng như sau, một là diệt khuẩn. Đối với một số bệnh do vi khuẩn gây nên như lỵ trực trùng, thương hàn, viêm phổi, viêm màng não thì rượu tỏi có tác dụng kìm khuẩn hoặc diệt khuẩn. Hai là ngừa ung thư. Rượu tỏi chống oxy hóa mạnh trung hòa các gốc tự do là những chất làm hư hại tế bào, ngăn chặn sự hình thành và phát triển của các khối ổ ác tính. Trong tỏi chứa nhiều ghe hiện tại các nhà khoa học đang nghiên cứu ghe làm một tác nhân hóa trị liệu chống ung thư. Ghe còn có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch của các bệnh nhân ung thư. Ba là làm giảm mỡ máu. Rượu tỏi làm giảm mỡ máu bằng cách giảm sự hấp thu, cholesterol zone xấu qua niêm mạc ruột và tăng sự đào thải cholesterol. Giảm lượng cholesterol máu và lượng cholesterol bám trên thành mạch máu. Có hiệu quả trong việc ngăn chặn cao huyết áp, đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, đột quỵ cách bào chế rượu tỏi và uống. Tỏi khô, đã bóc bỏ vỏ, 40 gram thái nhỏ. Cho vào chai ngâm với 100ml rượu trắng 40 đến 45 độ. Thỉnh thoảng lại lắp chai rượu dần dần rượu chuyển từ màu trắng sang màu vàng. Đến ngày thứ 10 thì chuyển sang màu nghệ và uống được. Mỗi ngày dùng hai lần. Sáng uống 40 giọt, tương đương một thìa cà phê, trước khi ăn. Tôi uống 40 giọt trước khi ngủ, uống. Khoảng 20 ngày thì hết. Bởi vậy cứ sau 10 ngày lại ngâm tiếp để ngày nào cũng có rượu tỏi dùng. Uống liên tục suốt đời. Với một lượng rượu rất nhỏ như thế, Người kiêng rượu hoặc không uống được rượu vẫn dùng được. Tỏi có nhiều hữu ích. Đó là điều rõ ràng. Tuy nhiên, đã là thuốc thì phải tính đến liều lượng sử dụng thích hợp. Thuốc dùng liều quá cao cũng có hại và các phản ứng phụ. Không nên lạm dụng. Nếu dùng tỏi quá nhiều có thể gây hơi thở hôi, rối loạn dạ dày, ruột, ức chế tuyến giáp. Bởi vậy, chỉ nên áp dụng bài thuốc rượu tỏi với liều lượng mà WHO đã dày công nghiên cứu phổ biến với liều lượng ấy là có tác dụng phòng và chữa được nhiều bệnh coi trọng cách dùng an toàn là có thể dùng hàng ngày một cách lâu dài mà không lo nó gây ra những tác dụng xấu ngoài ý muốn uốn